Chào tất cả các thầy cô giáo và các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong ngữ văn 10 tập 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tác giả và tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục. Tác giả là Nguyễn Dữ, quê ông ở Hải Dương. Ông đã từng làm quan, nhưng sau đó không bao lâu thì ông lui về ở ẩn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông chính là Truyền Kỳ Mạn Lục. Tác phẩm này là một bộ truyện thuộc thể loại truyền kỳ. Đây là thể loại mượn những yếu tố linh ảo, ly kỳ, nhưng qua đó thể hiện thái độ nhân sinh của tác giả về hiện thực đời sống. Nội dung của Truyền Kỳ Mạn Lục thể hiện rõ cả giá trị hiện thực và giá trị nhân văn. Giá trị hiện thực ở đây chính là nói về hiện thực xã hội phong kiến, còn giá trị nhân văn là thương xót cho số phận những con người nhỏ bé trong xã hội, bộc lộ niềm tự hào về nhân tài văn hóa nước Việt và khẳng định quan điểm sống đánh lục về trong. Về nghệ thuật, ta thấy ở đây tác giả đã có sự sáng tạo các tích truyện trong dân gian. Chính vì thế nên tập truyện này được gọi là thiên cổ kỳ bút. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về văn bản truyện, truyện chức phán sự đền Tản Viên. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt chuyện. Chuyện xoay quanh nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là một người cương trực, thấy sự tà gian thì không chịu được. Và nhân vật thứ hai chính là tên tướng giặc. Tên tướng giặc này ở phương Bắc đã tử trận gần đền, nhưng ở lại đó làm ma làm quái. Thấy điều đó, Ngô Tử Văn đã đốt đền. Tên tướng giặc thì mất chỗ nương náu và hắn đã hiện về trong mơ để đe dọa Ngô Tử Văn. Nhưng Ngô Tử Văn không hề sợ. Lúc bấy giờ, cả Phổ Công, người mà đã bị tên tướng giặc chiếm mất đền, cũng hiện về trong giấc mơ, kể lại cho Ngô Tử Văn nghe việc Phổ Công đã bị cướp đền và phải tạm lánh ở đền Tản Viên ra sao. Tử Văn đã vượt qua những áp lực, cản trở để làm rõ trắng đen cho Phổ Công. Đặc biệt là cuộc sự kiện ở dưới Vương Cung. Dương Vương, sau khi phân rõ phải trái, đã xử tội tên tướng giặc và cho Ngô Tử Văn sống lại. Sau đó một thời gian thì Thổ Công lại hiện về và mời Tử Văn vào chức phán sự ở đền Tản Viên, nơi Thổ Công đã từng đến lánh. Như vậy thì chúng ta thấy toàn bộ chuyện này có thể được tóm tắt theo sơ đồ như ở trên màn hình. Trong đó có hai nhân vật chính mang tính chất đối lập nhau, đó chính là Tử Văn và tên tướng giặc. Đồng thời, chuyện cũng xoay quanh quá trình đấu tranh vạch mặt cái ác của Ngô Tử Văn cả trên dương thế và cả ở dưới dương cung. Từ đây chúng ta thấy văn bản này có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là Ngô Tử Văn và hành động cướp đền. Phần thứ hai là Ngô Tử Văn và cuộc sự kiện. Và phần thứ ba, Ngô Tử Văn và chức phán sự ở đền Tản Viên. Từ đây chúng ta sẽ đọc hiểu chi tiết. Phần thứ nhất, Ngô Tử Văn và việc đốt đền. Ngay đầu tiên thì Ngô Tử Văn đã được giới thiệu là người ra sao. Đó là một người nổi tiếng cương trực. Bản chất cương trực này thể hiện ở việc Ngô Tử Văn không hề e sợ trước cái gian tà, trước cái ác cái xấu. Và ở đây, Ngô Tử Văn không chỉ nói ra, chàng còn có những hành động thiết thực để tiêu diệt cái ác. Và hành động đấy chính là đốt đền. Hành động này của chàng rất đặc biệt, bởi vì trước khi đốt, chàng đã chuẩn bị tắm gội sạch sẽ và khấn trời. Đây là một hành động thể hiện thái độ tôn kính nghiêm túc của Ngô Tử Văn trước hành động của mình, và chàng mong trời đất sẽ chứng giám cho mình. Sau đấy thì chàng châm lửa đốt, dù mọi người lo sợ, chàng vẫn không hề vui sợ. Ta thấy ở đây, hành động đốt đền của Ngô Tử Văn rõ ràng có ý nghĩa lớn, nó vừa thể hiện sự khẳng khái của một người chí sĩ trước cái ác cái xấu, đồng thời vừa thể hiện tinh thần dân tộc qua việc diệt trừ hồn ma hợp tên tướng giặc phương Bắc để bảo vệ cho thổ thần nước Việt. Tiếp theo đó, hành động đốt đền này đã làm diễn ra hai cuộc gặp mặt của Ngô Tử Văn. Thứ nhất là gặp mặt với tên tướng giặc và thứ hai là gặp mặt với Thổ Công người bị hại.
Khi tên tướng Mặc hiện lên, hắn ta tỏ vẻ trách mắng, đòi trả lại đền và đe dọa Ngô Tử Văn. Dù là tên tướng Mặc hiện lên với ngoại hình rất là đẹp, trông như là một người chiến sĩ, nhưng với cái lời nói của hắn thì hắn đã bộc lộ rõ được bản chất của một cái tên và chỉ có được cái vẻ bề ngoài, còn bên trong thì đúng bản chất là một kẻ xấu xa. Khi Tử Văn nghe thấy những lời tên tướng Mặc, Tử Văn không hề run sợ mà vẫn ngồi ngất ngưởng tự nhiên. Nó thể hiện bản lĩnh của Ngô Tử Văn đứng trước cái ác cái xấu. Tiếp theo đấy thì Thổ Công cũng hiện về trong giấc mơ, và qua lời Thổ Công thì chúng ta thấy rõ hơn hiện thực xã hội với việc dễ ác lan nhanh. Nhưng dễ ác lan nhanh một phần cũng là do phan khoái âm ăn của đúc, và những người như Thổ Công là những người đã bị chịu cái hậu quả từ cái việc dễ ác lan nhanh và quan ăn cọng đúc này. Thổ Công có thể đây là hình ảnh đại diện cho người dân hiền lành, đại diện cho những người bị hại trong xã hội mà không thể không biết được kêu than nỗi khổ với ai cả. Và trước điều này thì Ngô Tử Văn rất thông cảm cho Thổ Công và bất bình cho hành động của tên tướng Giặc, đồng thời tận dụng luôn lời nói của Thổ Công. Thì Ngô Tử Văn và Thổ Công đã cùng kết hợp để tìm cách diệt trừ tên tướng Giặc. Điều đấy cũng cho thấy Ngô Tử Văn là người có trí tuệ rất sắc bén. Từ đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, cuộc đấu tranh của Ngô Tử Văn. Và cuộc đấu tranh này ở dưới Thiên Cung diễn ra sao? Ở đây tác giả đã miêu tả cuộc đấu tranh ấy đặt trong một khung cảnh âm ti vô cùng ghê rợn. Một khung cảnh âm ti với gió lạnh, với sóng xám, với đầy những con quỷ dạ xoa. Miêu cảnh tả một khung cảnh như thế vừa để tạo kịch tính cho câu chuyện, nhưng đồng thời ở đây tác giả còn muốn đưa ra một bài học ý nghĩa nữa. Bài học ý nghĩa ấy là bài học về việc cầu mong chúng ta sẽ có một nơi để thực hiện, một nơi để có thể làm rõ được trắng đen. Những điều ở trên dương thế chưa có thể giải quyết được thì dưới âm ti, với sự công minh của Dương Vương, chúng ta sẽ tìm lại được sự công bằng. Và diễn biến của cuộc sự kiện diễn ra sao? Ở đây chúng ta thấy rõ ràng sự đối lập giữa Tử Văn và tên tướng Giặc. Còn Dương Vương là người ở giữa. Tên tướng Giặc đã đi kiện Tử Văn với Dương Vương. Vì thế đầu tiên là Dương Vương đã thiên về tên tướng Giặc và trách mắng Ngô Tử Văn. Thế nhưng sau đó bằng những lời lẽ cứng cỏi, Ngô Tử Văn không chịu nhún nhường, thì Dương Vương buộc phải nghi ngờ tên tướng Giặc. Nhưng đặc biệt sau đấy, chúng ta để ý tới chi tiết là Ngô Tử Văn đã nói với Dương Vương là mời Thổ Công lên chứng giám. Và rõ ràng như thế, bằng những lời lẽ của Thổ Công, tên tướng Giặc không thể nào có thể vững biết được tội ác của nó. Hành động cuối cùng là Dương Vương đã trừng phạt tên tướng Giặc bằng việc cho mộ của hắn ta đập tung lên, hài cốt thì tan tàn như cám. Còn Ngô Tử Văn thì được trở lại về dương thế. Từ đây chúng ta thấy câu chuyện này đã đưa ra một kết thúc rất có hậu, với việc cái chính nghĩa, với việc chính nghĩa đã chiến thắng hoàn toàn. Vậy thì việc mà Ngô Tử Văn chiến thắng để lại bài học ý nghĩa nào? Nó đưa ra cho chúng ta một niềm tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Nhưng câu chuyện này không chỉ dừng ở đấy. Tiêu đề chức phản sự đền Tản Viên chắc chắn có liên quan đến Ngô Tử Văn, và nó liên quan ở phần cuối cùng. Sau khi Ngô Tử Văn đã trở về, Thổ Công đã tiến cử Ngô Tử Văn để Ngô Tử Văn được nhận chức quan phán sự. Vậy phán sự là gì? Phán sự là người bảo vệ lẽ công bằng. Lý do Ngô Tử Văn trở thành quan phán sự chắc chắn là vì chàng là người dám bảo vệ lẽ phải. Không phải ai cũng được như tổ Ngô Tử Văn. Vì vậy, khi Thổ Công tiến cử chàng thì chàng đã ngay lập tức được nhận vị trí này. Hình ảnh của Ngô Tử Văn được nhận chức quan phán sự được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh mang tính chất lãng mạn. Nó thể hiện trong phần kết của câu chuyện. Hình ảnh Tử Văn chắp tay thi lễ và thoát một cái đã cưỡi gió mà biến mất. Nó thể hiện sự kỳ ảo, rất linh thiêng. Hình ảnh Ngô Tử Văn trở nên hình ảnh một vị anh hùng lẫm liệt trước mắt mọi người.
và đó cũng là mong ước của những người dân, mong ước là trong cuộc sống những người dám bảo vệ lại công bằng, công minh chính trực sẽ làm quan để làm cho cuộc sống được công bằng hơn. Từ đó chúng ta thấy hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn rõ ràng là đại diện cho chính nghĩa trong cuộc đời, trong cuộc đấu trí, đấu gan, cam go, không oan nhượng với cái gian tà. Và chức phán sự đền Thần Tiên là một phần thưởng xứng đáng đưa nhân vật bất tử vào trong một cương vị xứng đáng. Để rồi, khép lại câu chuyện, tác giả đã đưa ra một lời bình. Lời bình của tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Lời bình đấy là lời bình đưa cho chúng ta một thái độ sống. Bình thường con người ta hay nghĩ rằng là chúng ta cần phải tùy cơ mà sống. Đứng trước cái ác thì mình cũng ác, đứng trước cái tốt thì mình cũng tốt. Thế nhưng tác giả đã nói rồi, trong cuộc đời thì chúng ta phải giữ vững được bản lĩnh của bản thân mình, sẵn sàng đấu tranh với cái ác, cái xấu. Đó mới là lối sống mà tác giả muốn chúng ta hướng đến. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tổng kết một số những nét chính. Về mặt nội dung, tác phẩm thể hiện niềm tin, chính nghĩa sẽ chiến thắng gian tà, và ca ngợi những con người trí thức, chính trực dám đấu tranh với cái gian tà đó. Ngoài ra, thì qua lời của nhân vật thổ công, tác giả cũng phê phán sự lộng hành của cái ác và sự tiếp tay của quan lại tham ô. Ngoài ra, ý nghĩa thứ ba, tác phẩm cũng thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc qua việc phê phán một hồn ma tên tướng giặc để bảo vệ cho cổ thần như việc. Về mặt nghệ thuật, tác phẩm đã thể hiện nghệ thuật kể chuyện rất sinh động, giàu tình huống kịch tính. Ở trong đấy thì chúng ta thấy chuyện đã thể hiện được rõ cả năm trọng phát triển, từ mở đầu, thắt nút, cao trào, mở nút và cuối cùng là phần kết thúc. Thứ hai, tác phẩm đã thể hiện xuất sắc đặc điểm của thể loại truyền kỳ khi xây dựng được nhiều chi tiết thăng đường và kết hợp cả yếu tố hiện thực nữa, ví dụ như là giới thiệu tên tuổi, quê quán nhân vật rất rõ ràng, có chi tiết liên hệ với cuộc sống thực, làm câu chuyện giống như nhân vật. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ tác phẩm này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một số câu hỏi thảo luận nhỏ. Ví dụ như là trong chuyện chúng ta thấy được là Ngô Tử Văn đã chiến thắng. Vậy thì có người cho rằng Ngô Tử Văn chiến thắng là do vận may. Có người thì nói là do Ngô Tử Văn kiên quyết đi theo chính nghĩa. Có người lại nói rằng Ngô Tử Văn có người giúp. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Và từ đó, đương nhiên chúng ta cũng sẽ rút ra điều gì để kích thước đấu tranh. Bài học kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em.